Chị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại trong chương trình Bác sĩ của bạn. Và như quý vị vừa theo dõi, chủ đề của chúng ta hôm nay đó là căn bệnh viêm ruột từng vùng. Với căn bệnh này thì đây là một căn bệnh phải nói là khó chịu nhất trong hệ thống tiêu hóa. Nó ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của người bệnh và tại sao Tú Anh lại nói như thế? Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ Thạc sĩ Bác sĩ Cao Ngọc Tuấn để hiểu rõ hơn. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay ạ. Chào Tú Anh. Chào các bạn đang xem chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, như Tú Anh vừa chia sẻ với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về căn bệnh mang tên viêm ruột từng vùng. Vậy thì điều đầu tiên, căn bệnh này là gì ạ? Bệnh viêm ruột từng vùng là một cái bệnh lý mà thường gặp, một cái bệnh lý ở đường tiêu hóa mà gây khó chịu đối với những cái người bệnh mà mắc cái chứng bệnh này. Bệnh này thì chúng ta thông thường thấy là nó sẽ xảy ra ở cái đoạn cuối của ruột non. Tuy nhiên nó có thể xảy ra ở bất cứ một cái nơi nào ở đường tiêu hóa, từ miệng, thực quản, dạ dày, ruột non và đại tràng. Bệnh này nó có một cái đặc điểm là khi mà cái niêm mạc đường tiêu hóa mình bị tổn thương thì nó sẽ tổn thương tất cả các cái lớp của thành ống tiêu hóa và để lại những cái biến chứng và những cái hậu quả rất là nặng nề. Vậy thì thưa bác sĩ, nguyên nhân để dẫn đến căn bệnh này là gì ạ? Về cái nguyên nhân thì cho tới nay chưa có cái nguyên nhân xác định. Tuy nhiên người ta nói tới ba nhóm yếu tố, đó là yếu tố về cái chế độ ăn uống. Cái vấn đề thứ hai là hệ thống vi khuẩn của đường ruột, thì nó liên quan tới cái hệ thống miễn dịch, kháng nguyên kháng thể. Và cái thứ ba đó là yếu tố di truyền về gen, thì do đặc thù trên từng cái cơ địa của người bệnh. Thì cái bệnh nó xảy ra trên cái cơ địa ở một cái người có cái hệ thống miễn dịch quá mức, nó chống lại các cái tác nhân gây bệnh, thì bên cạnh đó nó sẽ chống lại luôn các cái tế bào ở niêm mạc đường ruột và gây nên cái bệnh cảnh viêm ruột từng vùng. Nghe qua nguyên nhân này tôi anh thấy nó khá là giống với một căn bệnh khác là viêm loét đại tràng. Vậy thì không biết là biểu hiện của nó có gì khác so với căn bệnh đó không ạ? Chúng ta biết là bệnh viêm ruột từng vùng và cái bệnh mà viêm loét đại tràng đó là hai cái thể bệnh của một cái bệnh lý viêm ruột mãn tính. Tuy nhiên hai cái thể bệnh này nó sẽ có những cái đặc điểm nó khác nhau. Bệnh viêm ruột từng vùng thì chúng ta thấy là bệnh nhân cũng tổn thương ở đường tiêu hóa nhưng mà có khả năng tổn thương bất kỳ ở vùng nào ở đường tiêu hóa. Còn đối với bệnh viêm loét đại tràng thì chỉ tổn thương ở đại tràng, không tổn thương ở ruột non mà cũng không tổn thương ở dạ dày. Và cái thứ hai là biểu hiện viêm ruột từng vùng thì đặc biệt chúng ta thấy là người bệnh cũng có đau bụng, người bệnh sẽ bị đi tiêu lỏng rất là nhiều lần, và một cái điều đặc biệt là người bệnh rất là suy dinh dưỡng, cái vấn đề mà đi cầu ra máu thì ít. Còn đối với bệnh viêm loét đại tràng thì người bệnh chủ yếu là đau bụng và đi cầu ra máu. Đó là hai cái thể bệnh mà biểu hiện lâm sàng nó sẽ hơi khác nhau. Đó là về những biểu hiện. Vậy thì còn về mức độ nguy hiểm và cái sự khó chịu, như lúc đầu Tú Anh có chia sẻ, đây là một căn bệnh có thể nói là gây ra sự khó chịu nhất trong các bệnh về tiêu hóa, thì không biết nhận định có đúng không thưa bác sĩ? Đối với bệnh viêm ruột từng vùng thì nó là một cái bệnh mãn tính, và cho tới ngày hôm nay thì chúng ta điều trị thì chúng ta vẫn có thuốc với các cái tiến bộ của y học. Tuy nhiên bệnh này chúng ta không điều trị khỏi hẳn và dễ tái phát. Cái thứ hai là bệnh này dễ để lại các cái biến chứng, do chúng ta thấy là do cái đặc điểm bản chất của bệnh là nó tổn thương toàn bộ các cái lớp của ống đường tiêu hóa, cho nên bệnh này sẽ dễ gây ra một số các cái biến chứng, thí dụ như là nó sẽ thủng ruột hoặc nó rò, làm cho các cái dịch ở trong đường tiêu hóa khi mà bị rò rồi nó sẽ có khả năng là rò qua các cái cơ quan lân cận, ví dụ như có thể rò qua bàng quang, hoặc là cũng có thể là rò ra da ở bên ngoài. Thì đó là những cái phiền toái mà làm cho người bệnh rất là khó chịu khi mà họ bị phải những căn bệnh này. Và đặc biệt căn bệnh này là cái người nào bị những bệnh này thì rất là bị suy dinh dưỡng, tại vì giống như là đường ruột của chúng ta không hấp thu được các cái loại thức ăn chúng ta ăn vào. Sáng nay thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về các cách để có thể điều trị đối với căn bệnh này hiện tại. Về phía điều trị thì chúng ta sẽ thấy là hiện tại thì với tiến bộ của y học có rất nhiều các cái thuốc cho tới thời điểm hiện tại có khả năng điều trị qua được cái đợt cấp của bệnh và chuyển sang cái giai đoạn mà duy trì để chúng ta làm ổn định cái bệnh kéo dài. Thì hiện tại thì có rất là nhiều loại thuốc. Chúng ta sẽ sử dụng các cái loại thuốc về kháng viêm, ví dụ như về các cái loại thuốc mà sinh học thì dùng để điều trị các cái thể bệnh nặng có nhiều biến chứng. Ví dụ như là emphysemat, đó là những cái loại thuốc về các cái kháng thể đơn dòng thì chúng ta sử dụng để chúng ta tránh, với cái cơ chế là chúng ta tác động vào cái hệ thống miễn dịch.
Như vậy thì nó sẽ làm giảm các cái quá trình diễn tiến của bệnh và thối lui được lâu dài. Những người bệnh đối với căn bệnh này thì họ cần phải lưu ý những điều gì trong sinh hoạt hàng ngày ạ? Về sinh hoạt hàng ngày thì vấn đề quan trọng là khi mà chúng ta có các cái biểu hiện về rối loạn ở đường tiêu hóa thì chắc ăn chúng ta phải nên tới bác sĩ để chúng ta thăm khám để coi bác sĩ chẩn đoán có đúng là bệnh này hay không. Dạ. Nếu đúng là bệnh Crohn thì chúng ta phải có tuân thủ một cái chế độ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. À, và bên cạnh đó thì ngoài cái chế độ mà điều trị thuốc men thì chúng ta phải phối hợp thêm một số các biện pháp về điều chỉnh về cái chế độ ăn uống và các cái thói quen. Đặc biệt những cái người mà bị bệnh Crohn này, đặc biệt là phải bỏ hút thuốc lá. Tại vì người ta thấy là hút thuốc lá cũng là một cái yếu tố nguy cơ để làm tăng cái nguy cơ bùng phát cái bệnh Crohn này lên. Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ đối với chủ đề của chương trình hôm nay ạ. Cảm ơn. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình Bác sĩ của bạn cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.